Hello, xin chào tất cả anh chị em. TT Vlog hôm nay nha sẽ là món ăn, đó chính là bánh roti Ấn Độ. Bột này là bột mì nha mọi người nha. Bột mì làm nhồi bột thôi đó. Cho nên nhồi bột trước để 4 tiếng đồng hồ để ngâm dầu, đừng có cho nó bị khô. Còn kế tiếp đó chính là đường và bơ. Bơ nha mọi người nha, dầu bơ nha. Và kế tiếp đó chính là chuối với lại sữa, hoặc là có cacao nó càng tốt nha cả nhà yêu nha. Thì cho nên là bột mì cũng rất là dễ mua, vì biết sao, tại bột mì thì ở gần nhà Thi có người làm bánh mì, người ta chia cho Thi đó, cũng rất là dễ. Và cái cách pha trộn bột thì cái này là bí quyết nha mọi người nha, thông cảm giùm Thi. Cái này là chỉ quay cho mọi người xem thôi, cái cách mà Thi làm bánh bán. Nếu mà hết dịch đó mà Thi có thời gian, Thi sẽ làm bán cho tất cả anh chị em những mấy cái món bánh mà Thi đã làm nha. Cảm ơn tất cả anh chị em. Anh chị em hãy nhớ đăng ký kênh và subscribe kênh giùm TT Vlog nha. Và thả tim cho Thi nhiều nhiều, là thả trái tim cho Thi và thả số 1 cho Thi nhiều nhiều vô nha. Thi sẽ bóc một cái cục bột này ra, tại vì cái cục bột này á là phải nhồi xong rồi bỏ vô cái dầu, bỏ vô dầu xong mới bỏ vô tủ lạnh. Để sao đừng cho nó khô. Thì cho nên cái cách làm bột của Thi nha. Đây. Cách làm bột. Mọi người thấy cái cách Thi làm bột không? Đó. Cái cách này phải làm bột là phải vũ như vậy nha. Để sao? Để cho bột nó văng, nó mỏng ra, để mình banh ra khi mình chiên lên cái mình có trứng. Thì Thi sẽ, nếu mà Thi có bán á, là Thi sẽ làm giống như vậy cho mọi người xem nha. Đó. Mọi người thấy không? Đó. Người ta phải căng ra như vậy rồi xong bật lửa lên. Cái này là bơ nha, cái này là cần chiên là phải cần để bơ. Đây. Nó thơm. Cho cái mùi bơ nó lên, nó tan ra như vậy. Mình sẽ đập để cái bột này lên. Mình sẽ cầm cái bột này ra cho nó căng ra. Cái mình để vô cái chảo dầu. Đây nha mọi người. Rồi, khi mà để ra xong bắt đầu cái mình cắt trứng để vô. Một cái bánh là một cái trứng nha. Thì mình sẽ đánh ra như thế này. Đó. Thì trước khi cái lửa mà người ta mở hơ hơ đó, người ta sẽ cào cái trứng này ra. Thì người ta cào cái trứng này ra xong, bắt đầu cái người ta chuẩn bị trái chuối. Có thể là bán đắt đó, thì người ta sẽ cắt chuối trước. Đây cắt chuối. Cắt chuối để lên sắp lớp lên, người ta gãy Milo lên. Nhưng mà Thi bây giờ mùa dịch không có mua được, cho nên thì Thi để cắt chuối cho mọi người xem nha. Đó. Có thể là mình để thêm trái dâu nữa. Trái dâu á, mua trái dâu để lên. Thì cái cách này á, nếu mà hết dịch á mà Thi thấy hơi vắng vắng, Thi sẽ làm bánh này bán và bánh bao nha mọi người nha. Hai loại bánh, còn một bánh nữa thì còn biết nữa, bánh ráo. Bánh ráo là Thi với mẹ thì cũng bán nữa. Cái nào Thi nói chung ra thì Thi biết ba loại bánh đó. Nhưng mà để Thi làm từng món. Thì khi mọi người chiên rồi mọi người sẽ đẩy nó như vậy nha. Đó. Đó. Mọi người sẽ làm nó như vậy. Để sao? Để gì? Khi đừng có cho ba cái trái chuối này nó gớt ra. Đó. Thì cái này nó sẽ đều lên cái bánh. Đó. Mình sẽ chiên như thế này. Mọi người thấy cái bánh nó ngon không? Đó. Thì cái này là ngày xưa Thi cũng đã có bán rồi, nhưng mà Thi bán không có lợi người ta bên Thái thôi, vì người ta bán đắt hơn mình, ta bán trước mình. Cái này là quý vị phải chiên lửa sơ sơ để cho nó giòn lên. Bây giờ Thi chế sữa lên nha mọi người nha. Ngon nha mọi người. Kèm đi trà tắc 15 ngàn nữa nha mọi người nha. Trà tắc nhà Thi có hai loại, bữa nay ra màu xanh. Đây là trà tắc xanh nha, thơm, dễ chịu, ngon, nhẹ nhàng. Ăn ngon rồi mà còn uống thêm đi trà tắc nó nhức nách luôn. Cảm ơn. Ngon quá. Có ai muốn thưởng thức không? Comment lên số 1. Để lúc đó Thi sẽ làm bán. Còn ai đã ăn rồi, góp ý cho Thi nha. Vì Thi đây làm theo Thái. Mùa dịch mọi người giữ gìn sức khỏe, hết dịch mọi người đến quán này đi Thi, để thưởng thức những món ăn mới và lạ, để Thi ra nhiều món ăn hơn nữa. Mọi người nhớ đến ủng hộ nha. Mở cửa 12 giờ cho đến 9 giờ tối, ở địa chỉ số 2B đường Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6. Cảm ơn tất cả anh chị em. Khóc khôn nát ha. Rồi bây giờ tà sắc xanh của Thi á, là đặc biệt là có hạt chia nha quý vị, hạt chia Úc. Và kế tiếp đó chính là tắc ép nguyên chất. Đây nha cả nhà yêu. Và trước nhất thì Thi sẽ múc một giá hạt chia vô cái ly trà tắc. Và một giá tắc. Và trà. Nó cũng dạng trà tắc mà, nhưng mà nó là trà tắc xanh. Thì một ly như thế này thì giá 15 ngàn. Còn đây là trà tắc đỏ. Thì trà tắc đỏ thì Thi không có xài hạt chia. Thi sẽ trời tắc ép nguyên chất. Với tắc này
Thì khi tất cả anh chị em nào và cô bác nào mà có vấn đề mà giống như là bị ho, bị đau cổ họng thì uống trà tắc này nó đỡ lắm nha quý vị. Tắc ép nguyên chất á, cho nên rất là ngon. Đây, và đây là cái ly trà tắc xanh nha. Thì cả nhà yêu mà khi nào mà uống trà tắc thì lên app nào nó có để là chữ trà tắc xanh, thì một ly như vậy uống hai người. Ví dụ mà mua về mà không để đá thì mua 10 ly thì tặng cho một ly đó, nhưng mà không để đá như vậy để vô túi lạnh để được 3 ngày nha cả nhà yêu, như vậy. Còn khi mà để đá rồi thì mình phải uống liền thì nó như vậy. Thì khi mà cái con ba khía nhà Thi á, thì Thi ướp á nó rất là nhiều nè, 2 thùng nè quý vị đó, nó rất là ngon rồi. Cái này là Thi mới ướp nè, cái này là Thi mới làm luôn nha. Mới làm thì đường nó sẽ như thế này, còn chiều cái mình cào sơ lên. Thì đây là tỏi, đường, ớt đó và bột ngọt. Thì cái này là ướp được 4 ngày rồi. Thì 4 ngày là nó ra như vậy, cái này là mới. Thì ở đây là nhà Thi sẵn hết 6 cái thùng này là 300 kg, sẵn sàng cho tất cả anh chị em nào mà cần ăn ba khía ngon tại quán nhà Thi nha. Giá bán thì Thi bán ở trên app Now á, thì Thi bán một hộp 160. Một hộp là bằng cái hũ gỏi vậy đó, chứ cỡ gần 4 lạng hoặc là 3 lạng mấy, 4 lạng. Luôn cả nước thì nửa ký 6, 7 lạng vậy đó. Thì khi mà Thi làm ra xong rồi Thi sẽ để vô thùng, Thi sẽ đem ra tủ lạnh. Thì 4 ngày Thi mới đem ra ngoài. Thì khi mà Thi ướp á, thì tới 4 ngày Thi mới bán được. Và đặc biệt là 4 ngày rồi Thi làm như thế này. Khi mà Thi ướp được 4 ngày thì sẽ đem ra tủ lạnh, Thi sẽ để thùng như vậy, thì ai mua thì Thi sẽ bán. Tại vì Thi bán sẵn cho quý vị như vậy. Mua từ một hộp thì Thi bán 160 là trên app Now, còn mua tận nhà thì gì là 150. Thì nói chung ra thì Thi bán cân bằng lắm, tại vì biết sao không, Thi cắt móng lột mua sạch rồi. Thì khi 1 kg còn có 6 lạng rồi quý vị nha. Thì quý vị đem về quý vị kích chế biến ra cho quý vị ăn thêm. Đó, chế biến giống như là để tỏi, hoặc là để ớt, hoặc là để khóm, hoặc là để khế gì đó, tùy theo quý vị. Chứ thật ra là nhà Thi là ướp vừa ăn rồi nha quý vị. Thì rất là ngon luôn, một hộp như vậy nè, chỉ có 150 tại nhà. Quý vị nào muốn mua thì nhà Thi có bán, có thể là Thi có đem qua bên Mỹ được nha quý vị. Quý vị có thể mua 10 kg, 20 kg qua bên Mỹ được hết. Tại vì ngày mai này Thi sẽ giao qua bên Mỹ 40 kg luôn. Thì Thi phải gắng duy trì thôi. Thì cả nhà yêu yêu mến em, ủng hộ em giống như ăn gỏi. Ăn gỏi, gỏi này ăn với cơm cũng được. Thì một phần này 50, nói chung ra không có mắc đâu. Rất là dễ ăn. Vì Thi pha mắm này là mắm chín, có thể là quý vị ăn chan với cơm ăn cũng được. Đó, một phần như vậy có 50 ngàn mà gần nửa ký lô nha quý vị, đu đủ gần nửa ký lô. Đó. Thì mùa dịch này nói chung ra thì phải gắng cố gắng để vượt qua với chính mình thôi. Bây giờ Thi cầu mong cho mau hết dịch đi, để cho cô bác anh chị hoặc là cô chú anh chị ở ngoài đường kinh tế khó khăn, mua bán để mau có cái sự vinh vang và vui vẻ trở lại, để là có cuộc sống phấn đấu làm việc giống như xưa hơn. Chứ giờ mà mùa dịch này hoài là khổ càng nhiều nha quý vị. Nói chung ra là cái mùa dịch 1 tháng 2 là Thi không có dư tiền đó quý vị. Thì Thi bán đủ sống luôn đó. Nói chung ra là không thiếu, không đủ, chỉ là vừa đủ thôi, để trả nhân viên, trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, là không có tốn tiền của mình đó. Thì cho nên là Thi vượt qua được. Thì nói chung là dịch từ bữa giờ là 25 ngày rồi. 25 rồi. Dịch nặng là 25 ngày rồi. Bây giờ Thi mọi người cũng thấy Thi đâm gỏi này phải không? Đó. Ở nhà Thi á, Thi có bán da heo chiên giòn, một hộp như thế này giá 50 ngàn nha. Và đây là khô gà 60. Thì Thi có dán như thế này hết. Đây là cá khô Thái đến từ Thái Lan. Thì Thi có bán, quý vị mua một bọc 5 kg cũng được, hoặc là quý vị mua cái hộp như vậy á, thì Thi bán có 80 ngàn à. Thi không có bán giá sỉ, giá lẻ gì hết trơn nha quý vị. Đây là Thi bán như vậy luôn, giờ mua sỉ thì cũng bán nhiêu đây, 80. Tại vì Thi bán không có lời nhiều ra cá khô này á, quý vị khẳng định luôn. Lời mà lời ít, nhưng mà có một cái là Thi bán giá sỉ lẻ chung nhau giống như vậy luôn. Thì tất cả anh chị em nào có nhu cầu ăn uống thì hãy đến quán Thi trực tiếp nha.